Thưa quý vị, mới đây tại Hội nghị Phát triển Du lịch Việt Nam Nhanh Bền Vững, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, giải pháp trọng tâm là tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho việc phục hồi phát triển du lịch. Theo đó, sẽ nghiên cứu đề xuất miễn thị thực ngắn hạn cho khách du lịch từ một số thị trường tiềm năng, quy mô lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, nhằm kích cầu du lịch, đặc biệt là vào mùa thấp điểm. Đồng thời mở rộng miễn thị thực đơn phương cho công dân các nước có trình độ phát triển cao hơn Việt Nam, chi tiêu du lịch lớn như Úc, Canada, Mỹ, các nước châu Âu. Ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế và trên 35 triệu lượt du khách nội địa. Doanh thu của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ không dưới 160.000 tỷ đồng và dự kiến mục tiêu này của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn toàn đạt khi 2 tháng cuối năm cũng là cao điểm đón khách du lịch quốc tế. Ngay sau khi chính sách thị thực mới được đưa vào thực tiễn, đây là một trong nhiều doanh nghiệp có sự gia tăng đáng kể đối với các dòng khách quốc tế đến Việt Nam. Du khách tỏ ra thích thú đối với các chương trình khám phá du lịch nội đô thành phố hoặc du lịch xanh về Cần Giờ. Từ nay cho đến năm 2024, doanh nghiệp đã nhận được nhiều đặt hàng từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu. Thật sự nó sẽ tạo nên một cái quá trình là chúng ta có thể phục vụ khách được nhiều hơn và có thể ra được nhiều sản phẩm cho khách hàng trong cái việc mà họ đến với Việt Nam và lưu trú đi tham quan toàn bộ từ Bắc đến phía Nam của mình. Trong kế hoạch cạnh tranh du lịch giữa các quốc gia trước đây, trong đó có Việt Nam, thì vẫn là xu hướng mở, theo cách, tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách nhập cảnh. Tuy nhiên, hiện nhiều quốc gia đang đặc biệt quan tâm và chuyển hướng theo cách tạo dấu ấn, nụ cười đầu tiên ngay khi bước xuống máy bay. Đây là điều quan trọng cần học hỏi. Sự cải thiện nhiều mặt bao gồm hành vi ứng xử, hiểu biết về tâm lý khách hàng đang trở thành yếu tố cạnh tranh hàng đầu. Không nói được ngoại ngữ cũng thể thể hiện được sự thân thiện, sự trung thực, sự chuyên nghiệp, sự thân thiện của người dân sẽ góp phần tạo nên cái điều kiện để du khách đến với Việt Nam nhiều hơn. Không những cái phần là miễn visa, miễn được chi phí mà người ta quyết định đến vì những lẽ khác, vì sự thuận tiện, vì những cái tính tiếp cận và sự an toàn. Thưa quý vị, cùng với chính sách visa thông thoáng hơn thì thời gian qua điều này đã giúp cho ngành du lịch thành phố và các công ty du lịch thu hút một lượng đông đảo du khách quốc tế khi đến Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh chính sách visa thông thoáng thì một điều cần thiết đó là các công ty du lịch cần phải đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch đặc sắc và mang tính cầu thị cao, thu hút du khách. Điều này mới chắc chắn đảm bảo sự phát triển du lịch bền vững cũng như sự quay trở lại của du khách quốc tế khi đến với Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Có thể nói là cái chính sách visa của Việt Nam chúng ta hiện nay đó cũng đã rất là mở so với những cái nước trong khu vực. Tôi nghĩ thiếu ở đây đó là chính chúng ta còn cái công tác quảng bá xúc tiến cũng như là cái hướng dẫn cho cái du khách khi mà họ triển khai đăng ký về cái visa khi tham gia du lịch tại Việt Nam. Về cái này, về nội dung này thì ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng như là với Hiệp hội Du lịch cũng như là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúng ta cũng có những cái chương trình, một cái kế hoạch để chúng ta truyền tải cái thông điệp đối với du khách một cái mạnh mẽ hơn nữa. Hai tháng cuối năm, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu đạt những kết quả cao nhất để xây dựng điểm đến thương hiệu du lịch cho thành phố. Tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023, chủ đề Xanh trên mỗi hành trình, với chuỗi các sự kiện du lịch, thể thao, âm nhạc đặc sắc nhằm phục vụ cộng đồng, khách du lịch trong nước và quốc tế, hứa hẹn cũng là điểm nhấn của du lịch thành phố mùa cuối năm.